Ok, đây là đến với kênh YouTube của mình thì mình là Tức Ok Sài Gòn nha anh em phải. Thì anh em thấy ok, bây giờ mình sẽ đi tập gym nha anh em, coi mình tập gym thế nào hãy. Anh em thấy bữa nay mình mới gội đầu anh em, hãy mình mới gội đầu mới ra luôn hả anh em, thấy không? Anh vuốt tóc lên, anh là giang hồ gì à? Anh để tóc xuống, anh là bồ của em. Mở ra mình lãnh lương xong mình đi cắt tóc, xong mình sẽ quay video mình cắt tóc cho anh em coi nha anh em. Thì đây là nón kết nha anh em, mình sẽ review cái nón này. Nón kết có 102, đỉnh cao xinh nhất không ai xứng bằng. I see đâu bồ bài see đâu bè phu phải see đâu see. Hồi đó mình thì thích để hai mái mọi người, thì sau này mình không thích để hai mái nữa, mình thích để là nóng nha anh em. Đam mê là đam mê, không cần thiết cũng không cần chê nó mình nè. Thì sau này mình có tiền mình sẽ đi xăm nha, mình sẽ đi xăm khuôn lưng luôn nè. Anh em biết mình xăm gì không? Mình sẽ xăm gòn bay phụ mứa trước sân nhà. Rồi mình có tiền nữa mình sẽ đi xăm xăm hết luôn. Mình sẽ xăm xăm từ đây, mình sẽ xăm từ đây xong hết, xong cái lưng, mình sẽ chừa cái cổ và cái mặt và cái tay mình. Và tay mình hồi đó mình còn trẻ trâu mà suy nghĩ chưa có ok, mình đi xong cái rau muống. Thế để đó mình đi xăm rau muống, mà tới sau này mình giận quá kiểu mình ức chế quá, anh em biết mình làm gì không này? Thì anh em kiểu anh em ức chế quá, anh em biết cướp cửa chén rồi nè, cứ cái cứ cửa chén mà loại người ta kêu là cứt sắt đó đây. Đấy anh em thấy cái thẹo không nè, có mình giận quá mình buồn quá nè mấy trời ơi, mình vô nhà vệ sinh mình lấy cứt sắt mình chà nè, chà tới ra máu từ luôn nè mấy, mà nó ra được vậy nè, nó ra được đỏ nè, nó ra được chút màu đen ở kia, ở đây đen thùi lùi rồi mà nó ra mà bé tóc này, cái này là bé tóc. Có tiền mình sẽ đi xong nha mọi người, bây giờ mình sẽ vuốt tóc lên. Mình đi chỉ anh em tập tạ và xích kem chị mụn giống mình nha anh em, thấy anh em thấy không? Sau bao nhiêu năm mình cũng đẹp trai yeah. Anh sư tử giới thiệu anh lông tử quạt leo yeah. Ok, bây giờ mình sẽ vuốt tóc lên, mình đi tập tạ cho anh em coi nha. Đấy, cái này là tập máy anh em, cho anh em thấy không? Cho mình quay vlog 10 ngày trôi qua nha, thấy không? Từ tập 1 bây giờ tới tập 10 đó nè. Trời ơi, ok, giờ mình sẽ đi giấu camera của em, xong mình sẽ lấy đồ tập gym ra, mình sẽ chế anh em hết đắt nha, ok anh em nha. Thì trước khi anh em đi hết đắt thì tập tạ thì anh em nhớ uống nước vô nha anh em, cho nó có sức khỏe, có nước để anh em dở lên dở xuống. Đấy, ok, giờ mình sẽ tập nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sao nha anh em, ok giờ mình sẽ đi hít đất nha anh em, anh em coi mình đi hít đất được mấy. Cái đà đất cho tôi nha. Ok, bây giờ mình đã hết xong nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi chúc mừng. Dạ, anh em mình ơi. Ý nào để anh em mình xong ý nào nha. Ok nha. Chào mừng anh em đã đến với vlog đi xích keo. Ok, bây giờ mình đã
Xong bây giờ mình sẽ đi chiếc kem nha anh em. Ok anh em, bây giờ mình đã xếp kem bé tắc xong nha anh em. Đấy, không phải là kem bé tắc đâu, cái này là kem mụn đó anh em. Trời thì cái mình bé tắc thì anh em coi em gái mình nó đập bây giờ kem của mình nó bị khô queo luôn rồi, nó không có ra nước nữa, nó bị khô queo luôn rồi. Cho mình gán sả này cho nhanh nhanh là mình lên lên Jupiter, mình lấy mình lên mua nữa. Anh em biết cái này là con gì không anh em? Đây là con cắn hổ mang nhập từ Macau về nha anh em. Nhìn vlog mình sẽ mặc cái này nhìn cho nó giống kiểu đánh gió đại á. Anh em thấy cái này rất là ok không? Anh em thấy cái này rất là ok không? Ok, ok luôn nha anh em. AC đâu? Cái này là mình đi đánh gió đại anh em được huy chương vàng. Trời ơi, mình đi đánh võ đài được huy chương vàng đó anh em thấy không? Lấy cái này là huy chương vàng của mình nha anh em. Đánh võ đài được huy chương vàng đấy. Bởi vì 50 cái xinh đẹp đấy huy chương vàng, nếu đó mình đi lên võ đài anh em, mình đi đánh võ đài á anh em thấy. Mình sẽ đeo huy chương vàng lên vậy nè, thấy. Mình đeo huy chương vàng lên xong đúng không? Đấy mình sẽ đi cho anh em coi cách mình đi lên võ đài mình đánh nha anh em. Đấy mình tới đây vậy nè. Đấy mình tới đây là đó. Mình sẽ đeo huy chương vàng ở trước đây. Đấy mà có mấy cô bạn gái rất là xinh đẹp ở kế bên mình đây nè, đấy trời. Đấy là cái chiếc vàng này người ta không có đeo đeo vậy đó. Huy chương vàng, huy chương bạc ở đâu cũng có chiến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của ta bế lọc quê đêm. Sao tai nạn gì đây biết nhớ, anh biết nhớ quê em mẹ. Đây là huy chương vàng ơi. Đây là mình đi đánh gió đài một năm mới có lần nữa nè mẹ. Còn huy chương vàng kia nữa nè, mình sẽ lấy ra cho anh em. Cái này là mình mới đánh hồi tháng mọi anh em thấy được huy chương vàng. Còn mình sẽ cho anh em coi huy chương rồi năm 2022 nha anh em. Huy chương 2022 nha anh em thấy. Mình có hai cái huy chương vàng luôn. Cái này là huy chương vàng đi đánh trở lại nha anh em. Đấy, đánh ở trên Sài Gòn đó nè. Mình cũng có huy chương bạc luôn. Đấy, mình có huy chương bạc trước mới có huy tới huy chương vàng nha em. Okay, mình sẽ lấy huy chương bạc qua cho anh em coi nè. Đấy, ok anh em. Mình tới 3 huy chương rồi. Cái này là huy chương bạc nè anh em thấy không? Đấy. Huy chương bạc nha. Đây là huy chương bạc, huy chương vàng luôn á nè. Đây cái này là đánh là phải người đánh cho nó bế tắc nữa nè. Phải. Đây là huy chương bạc. Cái này là mình đi đánh giới đại, cái này bán ra thì không á nè. Đấy, cái này bán ra thì không á. Còn cái này là huy chương vàng nha anh em. Huy chương bạc, huy chương vàng đó, cái này là huy chương vàng này. Mình sẽ tháo ra. Đấy, có 3 tháng nha. Cái này huy chương bạc, cái này huy chương vàng, cái này là 2021 nè, cái này là 2022 nè. Cái này là 2023 nè anh em. Thấy không? Đấy, rất là ok nha. Cái này rất là, cái này là có kim cương ở trong nha anh em. Em nhìn kỹ nè, thấy không? Hấp lánh nè. Hấp lánh nè. Có kim cương ở trong nha. Cái này là bán cả tiền không á nè. Cái này nó có in huy hiệu của huy chương vàng nha. Huy hiệu ở trong kìa. Này huy chương bạc, huy chương vàng ở đâu cũng có chiến khích. Thì như sướng sự hãnh diện với tao mới lập về đây. Ok bây giờ mình sẽ đi cất huy chương này. Đấy nha các bạn. Trời ơi. Mẹ lắm anh em mới được huy chương đó. Sức cái kem bị bế tắc nha anh em nào. Đây là kem chỉ bế tắc nha anh em. Đấy, kêu giờ mình sẽ xuống cái kem bị bế tắc. Ok anh em, bây giờ mình đã xức cái kem bị bế tắc xong nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha anh em. Thấy video mình hay thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh nó dưới cho mình nha. Ok, bye bye nha.